Thôi nè, mình biết là các bạn đang nhìn gì rồi. Chắc chắn là các bạn đang nhìn mái tóc của mình đúng không? Thì yes, đúng rồi. Đây là kiểu tóc mới của mình và nói chung là mình rất là háo hức để mà show cho các bạn mái tóc mới của mình trong video ngày hôm nay. Kiểu tóc tím vừa rồi á là mình để rất là nhiều kiểu luôn. Và nói chung là trong một thời gian khá là dài luôn rồi. Nó dài ra thì mình lại cảm giác rất là chán và mình không biết để gì hết. Cho nên là mình quyết định rất là táo bạo luôn. Đó chính là đi uống quăng và uống xù hết cái đầu như thế này nè. Hiện tại á thì mình cảm thấy là khá là thích thú và kiểu khá là bay bổng á. Nếu mà các bạn thấy nó không hợp với mình á thì các bạn cũng đừng chê mình nha. Mình buồn lắm luôn á. Quay trở lại với cái video ngày hôm nay thì các bạn đã yêu cầu mình rất rất là nhiều về một cái loại aesthetic, đó chính là Dark Academia. Thì mình cũng cảm thấy là gần đây cái sức hot của cái aesthetic này nó khá là hot. Và mình cũng rất là tò mò, tại vì đây là một cái loại aesthetic nó khá là khác so với những cái loại mà mình từng làm và mình từng tìm hiểu về, để mà xem là Dark Academia có gì đặc biệt mà làm cho các bạn giới trẻ điên đảo và thực sự là rất tò mò về nó như vậy nha. Ok, let's go. Thì đầu tiên ha, mình sẽ nói về định nghĩa Dark Academia. Mình nghĩ cái định nghĩa này nó cũng khá là xa lạ và nó xoay quanh cái nền văn học cổ điển nè, theo đuổi cái sự khám phá của chính bản thân mình và cũng như là một niềm đam mê về học tập, văn học, vân vân. Mình đã có đọc qua một vài những cái bài nói về khái niệm của Dark Academia ở những cái trang web nước ngoài cũng như là ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mình có thấy là tạp chí Elle á. Về định nghĩa thì những cái người mà theo phong cách aesthetic Dark Academia thì họ sẽ là những người luôn luôn bày tỏ và có một sự khao khát, một cái niềm đam mê mãnh liệt về cái phạm trù lịch sử. Yep, mình không có nói sai đâu. Vì vậy cho nên là các bạn có thể thấy là về mặt hình ảnh ha, các Dark Academia thật sự mang một cái màu rất là u tối và một cái gam màu rất là tối, rất là sẫm luôn. Tiếp theo về những cái hình ảnh chính, và mình có thể nói một cái cách gói gọn đó chính là theme của cái Dark Academia này chính là những cái hình ảnh như sau. Ok, thứ nhất đó chính là sách, lịch sử, văn học, tiểu thuyết, vân vân và mây mây. Thứ hai đó chính là classical music. Và thứ ba đó chính là những cái hình ảnh về những cái kiến trúc và những cái tòa nhà cũ kỹ, tòa nhà rất là cổ, vintage, mang hơi hướng của thời phục hưng. Ok, thì nói tới đây các bạn có thể nghĩ rằng Dark Academia là một cái gì đó nó dạng như rất là quý tộc, đúng không? Tại vì cái phong cách này cũng được một phần á, ảnh hưởng bởi cái tầng lớp quý tộc của Anh những cái năm vào khoảng 30, 40 gì đó. Chính vì vậy mặc dù nó rất là cổ điển nhưng mà nó có thể hiện được một cái sự sang trọng, có một cái giá trị nó rất là cao luôn. Nói chung là tiếp theo là những cái hoạt động chính mà các Dark Academia aesthetic thường hay làm, đó chính là các bạn rất là thích đi vào coffee shop nè, những cái quán cà phê mà lúc nào ở bên trong cũng bật những cái nhạc classic, nhạc jazz, có một cái không gian rất là đầm ấm để mà các bạn có thể vào trong đó thưởng thức đồ uống cũng như là đọc sách chẳng hạn. Cái nơi tiếp theo mà các bạn Dark Academia thường hay tới đó chính là thư viện nè, nhà sách và không thể nào thiếu đó là bảo tàng. Thì mình thấy là bảo tàng thì có thể bảo tàng mỹ thuật hoặc là bảo tàng lịch sử, tất tần tật những cái thứ liên quan tới nghệ thuật và cũng như lịch sử thì được các bạn này rất là ưa chuộng. Màu sắc chủ đạo của Dark Academia thì hồi nãy mình cũng có nói đó chính là những cái màu tối, thì ở đây mình sẽ nói rõ hơn một chút. Trên Elle Việt Nam thì họ có nói đó chính là những cái gam màu thu đông hoài cổ, bởi vì sở dĩ là Dark Academia là gắn liền với một cái hình ảnh u tối ma mị rất là bí ẩn. Basic thì đương nhiên là không thể nào bỏ qua trắng và đen cũng như là xám. Ngoài ra thì còn một số những cái tông màu như là màu nâu nè, màu đỏ, những cái gam màu xanh lá, nhưng mà nó là một cái gam màu rất là tối và rất là trầm. Nói chung á là không phải nói chi nhiều, các bạn cứ tưởng tượng tới những cái gam màu mà người ta thường hay sử dụng để trang trí nhà hoặc là hay áp dụng vào outfit những cái mùa thu mùa đông đó. Có rất rất là nhiều thứ để làm nên một Dark Academia aesthetic, nhưng mà mình nghĩ cái thứ tất yếu mà nó thể hiện ra và các bạn đam mê đến như vậy đó, đó chính là thời trang, chính xác. Qua cái thời gian mà mình tìm hiểu về Dark Academia cũng như là về những cái cách thời trang nè, outfit này nọ thì mình cảm thấy rất rất là ấn tượng luôn. Thật sự là trước giờ mình cũng không nghĩ là nó thuộc cái trường phái này, nhưng sau khi mình tìm hiểu thì mình cảm giác là càng thích cái Dark Academia hơn nữa. Như các bạn nghe mình kể nãy giờ ha, các bạn nghĩ là Dark Academia sẽ thuộc một cái phạm trù gì đó nó quá là thiên về lịch sử và thiên về những thứ cũ kỹ, nhưng mà mình nghĩ á cái thời trang của họ thì nó lại rất rất là tinh tế và xuất phát từ những điều rất là giản đơn luôn. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng một cái gọi là rất là đơn giản cho mọi người có thể hình dung ra ha. Thì thời trang Dark Academia đương nhiên là phải xuất phát từ các nước châu Âu rồi. Cụ thể hơn nữa thì cái thời trang của Dark Academia được lấy cảm hứng từ những cái bộ đồng phục mà các bạn hay gọi là uniform của những cái trường prep school hay là private school. Cái yếu tố này mình có thể giải thích cho các bạn dễ hiểu. Đó chính là US, UK thì các bạn thường nghe hai khái niệm, đó chính là
public school và private school. Cái này á, prep school hay là private school thì mình có thể gọi nôm na đó là một cái trường tư nhân. Giống như là ở bên nước mình thì cũng có trường tư với lại trường công thôi. Thường thì ở Anh á, họ cho con đi học ở những cái trường prep school này thì phụ huynh sẽ phải đóng phí, chứ không có như những trường công là nhà nước toàn bộ chi trả. Phụ huynh chọn cho con mình một cái môi trường nó khắt khe, có nội quy đàng hoàng rõ ràng, và cũng như là số lượng học sinh trong những cái trường prep school thì nó khá là ít. Để mà đảm bảo được cái chất lượng của việc giảng dạy thì những cái giáo viên cũng như là học sinh ở đây thì đương nhiên là phải tuân thủ theo những cái nội quy rất là nghiêm ngặt, và có những cái chất lượng dạy thì nó hơn hẳn những cái trường public school. Trường public school thì các bạn có thể hình dung rất là rõ ràng, thì thường ở public school họ không cần phải mặc đồng phục gì cả, đồ đạc mọi thứ đều rất là tự do và có thể làm theo ý của mình. Cũng như là các bạn thấy là thường ở trong những cái public school thì nó sẽ có rất là nhiều drama đó. Thời trang của Duck Academia luôn gắn liền với những hình ảnh của những cô nàng rất là thông minh, trí thức, ham học hỏi và có một cái sự bí ẩn. Nghe vậy thôi chứ mình nghĩ là trong cái thời đại này, năm 2021 rồi, thì đương nhiên khi mà chúng ta tiếp nhận một cái gọi là phong cách hay là aesthetic mới nào đó thì mình nghĩ là các bạn cũng không nhất thiết là các bạn phải thật sự xuất thân từ đó, hoặc là các bạn phải thật sự có niềm đam mê mãnh liệt với văn học hay là lịch sử. Tại mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, nhất là thế hệ Gen Z như là thế hệ của mình đây, thì các bạn luôn chú trọng vào những cái phong cách, các bạn luôn luôn tìm tòi và muốn thử cái mới. Nói chung thì bây giờ mình nghĩ là cái việc mà đam mê học hỏi hay gì đó thì nó sẽ là ở những nhiều cái phạm trù khác nhau. Các bạn có thể đam mê học hỏi những cái gì mà các bạn đam mê, các bạn yêu thích, chứ không cần phải là văn học hay là lịch sử châu Âu các kiểu đâu. Mình nghĩ là cái này không phải quá là khó khăn để mà nhập vai thành một Duck Academia. Các bạn có thể học nó dần dần. Khi mà ban đầu các bạn muốn tiếp cận cái aesthetic này thì các bạn có thể mặc nhiều outfit giống nè, từ từ thì mình sẽ thay đổi những cái sở thích, add in vào, ví dụ như là sẽ đọc một vài cuốn sách làm cho mình cảm thấy có một cái vibe hơn bằng việc là nghe những cái nhạc về classical hoặc là về việc trang trí nhà cửa chẳng hạn. Thì mình nghĩ cái điều đó rất là đơn giản, chứ các bạn không cần phải có một cái xuất phát điểm và thật sự là đam mê, thật sự là yêu thích, tại vì chúng ta có thể làm dần dần được. Và chẳng hạn các bạn không yêu thích đi chăng nữa thì các bạn vẫn có thể hóa thân thành một Duck Academia. Để mà thật sự dễ dàng tiếp cận với cái thời trang và phong cách của Duck Academia thì cái việc đơn giản nhất đó chính là tiếp cận qua sách truyện hoặc đơn giản là phim ảnh. Cái thứ nhất nổi bật và quen thuộc nhất luôn đó chính là Harry Potter. Ở đây có ai là Potterhead không? Giơ tay. Trước giờ mình rất là cuồng Harry Potter, nhưng mà thật sự mình không phải là một người áp dụng tốt những cái phong cách đó vào cho bản thân mình. Và những cái trang phục chính đó chính là áo sơ mi nè, áo choàng nè, những cái cà vạt có họa tiết sọc, áo sweater, những cái áo sweater màu sắc của bốn nhà, và nó là những cái màu sắc cực kỳ iconic mà ai cũng muốn có. Tiếp theo là White Child vào năm 2008, thì cái phim này mình cũng chưa có xem nữa, nhưng mà khi mà tìm hiểu qua thì mình cũng có biết là cái này dạng là phim á, thể hiện những cái đời sống của nữ sinh ở trong trường prep school ở London. Và đây cũng là một cái tiền đề cho cái phong cách Duck Academia ở thời hiện đại. Gần đây nhất thì có một cái bộ phim khá là đình đám ở trên Netflix mà các bạn có thể đã biết hoặc là chưa, The Queen's Gambit. Cái phim này thì mình thấy rất là hot luôn nha, nhưng mà bản thân mình thì mình cũng chưa có xem. Thật sự là mình rất là muốn xem luôn á, nhưng mà không có thời gian. Thì xem qua trailer thì mình cũng thấy nó rất là hay ho, từ cái việc là màu sắc nè, cũng như là về trang phục, make up, chưa nói về nội dung nha, nhưng mà mình thấy được những cái thứ đó nó thể hiện rất là rõ những cái Duck Academia. Tóm lại thì mình thấy là cái phim ảnh này á, thật sự nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là truyền cảm hứng và cũng như là đưa cho các bạn một cái vibe để mà các bạn có cảm hứng hơn trong việc phối đồ hoặc là tạo ra một cái phong cách nhìn vô á là người ta đã biết mình là Duck Academia rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua những cái item đặc trưng không thể thiếu cho Duck Academia Fashion. Thì mình thấy Duck Academia cũng rất là đa dạng về những cái loại vải và chất liệu họ dùng. Thì đa số sẽ xoay quanh cái vải len nè, một cái vải là gọi là cashmere, thì mình cũng thấy nó gần tương tự như là len vậy đó, hoặc là vải tweed mà mình thấy bữa giờ người ta cũng trend khá là nhiều. Theo thì ngoài cái đó sẽ có linen và cotton, thì mình thấy là hai cái này nó khá là phổ biến cho cái Duck Academia. Ok, những cái chiếc áo mà các bạn Duck Academia thường hay mặc, thứ nhất không thể nào quên là cái turtleneck, đó là áo cổ lọ trơn nha. Mình thấy là thường nó rơi vào những cái tông màu khá là trung tính như là màu đen, màu xám, màu trắng hoặc là màu be. Thứ hai là áo len họa tiết và áo len kiểu như là người ta gọi đó là fisherman sweaters, thì nó được đan rất là cầu kỳ luôn á. Áo sơ mi trắng như áo đồng phục thì là một cái áo không thể thiếu. Thật sự là mình nói áo sơ mi trắng vậy thôi, chứ các bạn Duck Academia cũng mặc rất là nhiều loại sơ mi, nhưng mà cái sơ mi trắng á là cái item basic nhất nha.
Ngoài ra thì các bạn có thể có những cái áo sơ mi caro nè. Ngoài áo sơ mi thì cũng có những cái áo blouse dạng như là áo sơ mi mà nó nhìn phóng khoáng và cách điệu hơn một chút xíu. Tiếp theo thì là những cái áo ghi lê, áo len nè, hoặc là áo ghi lê mà dạng vest đó, thì các bạn sẽ phối cái áo này với những cái áo sơ mi rất là nhiều luôn. Là mình thấy ở Việt Nam thì các bạn có thể mua những cái áo này trên Shopee, cực kỳ là dễ mua. Tiếp theo mình sẽ nói về phần bottom, là những cái item quần hoặc là váy. Ok, phải kể đến một cái gia tài gọi là quần rất là phong phú của Duck Academia, thì đó chính là những quần kaki, ống suông và cạp cao. Cái này là ống suông ạ. Tiếp theo là quần gọi là cigarette pants. Nó gọi là quần thuốc lá đó mấy bạn, nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao nó là thuốc lá. Cái quần này thì dáng nó sẽ là dáng suông, nhưng mà ở phần hông á, cạp cao nha, ở phần hông á thì hơi phồng ra một chút xíu, và cũng như là có cái độ dài rất là vừa phải. Và những cái họa tiết được ưa chuộng cho cái quần này đó chính là caro nè, hoặc đơn giản là quần trơn màu đen hoặc là màu nâu. Item tiếp theo đó chính là midi skirt dài suông nhẹ nè. Tiếp theo là một cái quần nữa đó chính là dress pants. Mình nghĩ nó cũng là một cái quần tây kaki ống suông dạng bình thường thôi, thì cái này cũng khá là đơn giản và dễ phối với tất cả những cái item khác. Các bạn có thể thấy là các bạn Duck Academia thường mặc khá là nhiều quần đúng không? Nhưng mà còn một cái item nữa cũng rất là phổ biến, đó chính là chân váy chữ A hoặc là chân váy bút chì đó, và có in họa tiết caro nha. Thường là mình sẽ thấy là in họa tiết caro hoặc là cái chất liệu vải nó là tweed nhiều hơn. Tiếp theo là vào phần outerwear, những cái thứ như là áo khoác bên ngoài hoặc là áo len chẳng hạn đó, thì không thể nào không kể đến những cái chiếc blazer. Thì thông thường các bạn có thể xem trong phim mà các bạn cũng thấy là học sinh mà ở trường prep school hoặc là những cái đồng phục đó thì thường sẽ có một cái chiếc áo blazer. Thì khi mà các bạn ra ngoài thì các bạn luôn có một cái chiếc áo blazer, nó phông hơi rộng một chút xíu thì kết hợp nó sẽ rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì nếu mà các bạn nào hiểu và cũng có biết chút chút về những cái nước châu Âu hoặc là nước Anh đó, thì các bạn sẽ thấy là họ mặc rất là nhiều những cái loại áo manto, áo trencoat hoặc là overcoat đó. Thì các bạn có thể hình dung là đối với nữ á, thì thường họ sẽ ưa chuộng những cái loại trencoat nó dài, dáng suông, hoặc là một số những cái loại trencoat mà các bạn có thể cài vào và các bạn thắt ngay lưng này để mà nó tạo thành một cái chiếc váy luôn. Hai cái item không thể thiếu tiếp theo đó chính là một cái áo cardigan dài rất là basic và một cái áo ghi lê dạng vest. Cái áo này thì mình thấy là nó rất phù hợp để mà kết hợp với áo sơ mi trắng ở bên trong. Khi mà mặc vô á, mình cảm tưởng như là họ có một cái sức thu hút rất là mãnh liệt luôn. Tiếp theo là về những cái item mà mình cũng yêu thích không kém, đó chính là giày và phụ kiện. Thì giày ở đây á, mình thấy đa số là những cái loại giày khá là đặc biệt luôn nha. Thứ nhất đó chính là giày Mary Jane. Đã rất là quen thuộc với cái đôi giày này rồi, tại vì mình thấy là nữ sinh á, thường mà học trong mấy cái trường mặc đồng phục dễ thương á, thì hay đi giày Mary Jane rất là nhiều. Và mình cũng thấy là cái độ ứng dụng của cái giày này nó khá là cao, nó có thể ứng dụng được với nhiều outfit, và nhất là những cái outfit của Duck Academia. Ngoài ra thì còn có bow shoe. Bow shoes này là một cái loại giày, các bạn có thể thấy trên hình, nó là một cái loại giày có đế màu trắng hoặc là đế màu nâu á, và cái phần thân nó là da bít mũi. Tiếp theo là wingtips, thì mình nghĩ là không có nhiều bạn biết về cái đôi giày này, ngay cả mình luôn, khi mà mình tìm hiểu ra mình mới biết luôn á. Trước giờ mình cũng đã nhìn thấy cái đôi giày này khá là nhiều rồi, nhưng mà mình không biết gọi tên nó là gì hết. Thì thật sự đây là cũng một cái đôi giày da, mình nghĩ là thường á có mũi nhọn, được cách điệu khá là cầu kỳ luôn. Ngoài ra thì các bạn Academia cũng có thể kết hợp thêm một cái loại giày, đó chính là Dr. Maidens. Về accessory thì mình cũng khá ấn tượng với Duck Academy. Thật sự là các bạn nhìn cũng đơn giản như vậy thôi, nhưng mà đương nhiên là cần rất là nhiều phụ kiện để mà làm nên một cái vẻ ngoài nó quý tộc và huyền bí như vậy đó. Thứ nhất đó chính là không thể nào thiếu đi một cái đồng hồ, loại đồng hồ nha, mà chạy bằng kim đó, loại đồng hồ cơ thôi, và nó có những cái loại dây da nhìn nó khá vintage. Tiếp theo thì là không thể nào thiếu đi một cái đôi cặp kính á, cặp kính nhìn cho nó chỉ thất. Cái item nữa đó chính là vòng cổ nè, nhẫn hay là vòng tay thì đương nhiên là không thể thiếu, nhưng mà mình cảm thấy là cái này thì nó cũng khá là tương đồng với những cái loại acrylic khác. Những cái vòng cổ phụ kiện này nha, thì nó sẽ mang một cái gam màu là màu đồng hoặc là màu gold, và tất cả là đều kim loại. Lâu lâu thì sẽ có một số những cái đính đá hoặc là có ngọc trai luôn. Một cái gọi là rất là đặc trưng mà mình chưa thấy là có cái acrylic nào có, đó chính là khuy cài áo. Thì thường họ sẽ chuộng những cái khuy cài áo mà nó hơi vintage, và giống như là các bạn thấy nó giống như là của mẹ hay là của bà thời xưa mà cài lên áo vậy, mà chỉ có trong phim, những cái phim châu Âu mới có thôi. Mình nghĩ đó là một cái làm nên một cái sự đặc biệt cho cái outfit của Duck Academia Aesthetic. Vì là một con người đam mê học tập cho nên là các bạn không thể nào thiếu đi một chiếc cặp hoặc là một chiếc túi xách. Thì mình thấy là họ sẽ đeo những cái cặp dạng như là bằng da và có cái form rất là vuông. Cái cặp đó, cái vẹt mà nó đóng xuống thì nó sẽ có hai sợi dây bằng da như thế này luôn. Thì các bạn có thể thấy cái dáng này nó rất là đặc trưng. Mình cũng sẽ để cái tên của cái loại túi xách này ở trên đây cho các bạn dễ tham khảo nha. Nói sơ về các item thì mình cũng sẽ không thể nào quên về cách phối đồ. Thì cách phối đồ của Duck Academia cũng khá là đơn giản, nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ xoay quanh một cái quy tắc bất thành văn thôi. Đó chính là layer.
Khi mà các bạn phối layer đối với Dark Academia thì các bạn nên giữ được một cái sự đơn giản, một cái tông màu, một cái theme nó đạt chuẩn từ trên xuống dưới. Ví dụ như là một cái đặc trưng nhất đó là áo sơ mi, và các bạn phối với một cái áo cổ lọ bên trong. Ngoài ra với cái phần top như vậy, các bạn có thể kết hợp đối với các secret pants, những cái quần có họa tiết caro chẳng hạn. Chân váy plain skirt kết hợp cùng với một cái áo sweater, áo len đen đó, hoặc đơn giản là áo sơ mi bên trong và một cái chiếc áo ghi lê bằng sweater ở ngoài kèm theo với một cái chân váy, và khoác ở bên ngoài một cái chiếc áo trench coat hay là một cái overcoat. Đối với những bạn thích basic hơn và thích kết hợp có một cái sự nó năng động hơn một chút xíu và trẻ trung hơn một chút xíu thì các bạn có thể chọn quần jeans nè, kết hợp cùng với áo sweater hoặc là một cái áo cổ lọ, và ở ngoài thì các bạn mặc trench coat luôn hoặc là áo blazer thì nó cũng rất là ok. Và đương nhiên là các bạn sẽ vẫn phải kết hợp với những cái loại giày và túi xách như mình đã nói ở trên. Theo mình cũng thấy khá ấn tượng với một cái kiểu đó chính là áo sweater hoặc là áo len đó ở bên trong. Và các bạn kết hợp với một cái váy ở bên ngoài. Váy này có thể là những cái loại váy họa tiết caro nè, cổ hơi sâu một chút xíu và có phần người hơi ôm và dáng hơi xòe. Mình cũng không thể nào nói hết được tất tần tật những cái cách phối đồ làm sao, hoặc là nói chung là mình kể từ hôm nay tới ngày mai chắc cũng còn chưa hết nữa, cho nên là mình có thể để một vài những cái hình ảnh ở đây để các bạn có thể lấy cảm hứng và phối đồ làm sao cho hợp với một cái Dark Academia nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói về makeup. Makeup của Dark Academia thì thật sự nó không cầu kỳ đâu các bạn ạ, rất là đơn giản và mình nghĩ là ai cũng có thể làm được luôn. Nói chung là mình cảm thấy cái makeup này nó khá là hài hòa và nó sẽ mang một cái tông màu trầm. Màu mắt thì thường sẽ xoay quanh những cái màu nâu, tông nâu hoặc là màu nâu đỏ. Lông mày thì sẽ hơi sắc và kẻ eyeliner cũng sắc luôn. Tiếp theo thì những cái loại son môi mà các bạn này chọn cũng là những cái loại khá là tối, như là màu đỏ rượu nè, cái những cái tông đỏ hoặc là những cái tông nude hơi tối một chút xíu. Khi mà mình nhìn vào thì mình có thể cảm nhận được đây là một cái con người huyền bí và mình sẽ muốn được tìm hiểu, muốn được hiểu họ hơn qua cái ánh nhìn đó. Và mình cảm thấy là cái này thì nó cũng cực kỳ là phù hợp với Dark Academia luôn. Ok, video của ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Thì thật sự mình xin lỗi các bạn cái lý do về kỹ thuật và cũng như ánh sáng của ngày hôm nay nó không được tốt lắm. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn vẫn sẽ thích video của mình. Nói chung là còn những cái câu hỏi gì thì các bạn cũng có thể comment ở phía bên dưới để mà hỏi mình. Và mình sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn để mà chia sẻ cho các bạn. Anyway thì để mà tạo cho mình một cái động lực để mà có thể tìm hiểu sâu hơn về aesthetic khác, thì đừng quên nhấn like cho video của mình nha. Hãy subscribe cho channel của mình cũng như là nhấn vào chiếc chuông nhỏ ở phía dưới để mà nhận thông báo khi mà mình ra video mới. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Bye.